Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có dịp đi du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh ra Điện Biên. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi máy bay hiệu Bamboo các bạn ơi. Đây là cảnh ở sân bay nè. Sắp đến giờ khởi hành rồi. Hành lý đã được ghi băng truyền. Lên khoang tàu. Rồi, lên máy bay rồi các bạn. Hello. 15D. Ghế 15D đâu ta? Đây là số 9 hả chị? Số 15 là ở phía dưới hả? À, cảm ơn. Bên trái thực sự là không biết cái đường kia. Em ơi, 15D. Quý khách khi được yêu cầu sử dụng, quý khách lấy áo ra khỏi vị trí, xé vỏ bọc, mặc áo choàng qua đầu và thắt chặt dây bên eo. Quý khách lưu ý không được làm phồng áo khi ở trong khoang khách, ngay tại cửa trước khi thoát hiểm. Quý khách làm khi được tiếp viên hàng không yêu cầu. What vessel will pay to enter your seat? For John to white vessels secure carefully. Do not enclose the liners in the cabin. And the essence, pull the check from the doors of volatile of the assistant blanket. Do not always swipe the latch on your mess or attracting attention. What vessel use in case of emergency or when it's running back to the door only. Make a pull on the button with a gun to that jump to the AP2 to jump the moon. And now please register your preferred car in a safe office in front of you. Ladies and gentlemen, we hope you have a journey of Florida. Thank you for coming to Bad Airways. Good job, gentlemen. Nhiệt độ bên ngoài là 26 độ C. Kính đề nghị quý khách vẫn ngồi tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, không đứng lên lấy hành lý hoặc rời khỏi ghế cho đến khi máy bay vào đến sân đỗ, dừng hẳn và cơ trưởng tắt tín hiệu cài dây an toàn. Đề nghị quý khách không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử vào lúc này. Cơ trưởng bus 12 PM local time and the outside temperature is 26 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft completely takes off and captain switch off your fasten seatbelt sign. Do not use mobile phones and electronic devices. Bay nhỏ giống côn đảo. Rồi đã đến sân bay Điện Biên rồi các bạn ơi. Rồi, cảnh xung quanh rất là đẹp luôn. Đây cảng hàng không Điện Biên Phủ đây. Trời ơi. Mình khám phá ra vườn hoa hồng đẹp quá các bạn ơi. Rồi. Quá đẹp quá đẹp. Quá đẹp. Công nhận hoa hồng Điện Biên đẹp thật. Cảnh núi nè. Cảnh xung quanh sân bay. Cảng hàng không Điện Biên. Đây là cảnh xung quanh ở phía trước sân bay nè các bạn. Xuống sân bay Điện Biên Phủ thì mình chạy dọc theo đường phía trước sân bay thì trồng rất là nhiều hoa nhãn đẹp các bạn. Trong khi xuống đường là hoa nhãn rất là đẹp. Đang thì không có sân bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay ra Điện Biên Phủ thì hơn 12 giờ cho nên rất là đói các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đi tìm một cái nhà hàng để ăn thưởng thức cơm carbon.
bên A Bà Chải. Trên Điện Biên Phủ, cá nhảy, măng Điện Biên Phủ. Cái này nãy nói món gì quên. Cơm hả? Nó lố hỏi. Cơm. Cơm. À, tưởng vậy sao mình hả?